Vâng, thưa quý vị, những bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung chính sau đây. Thông tin từ báo Quảng Ninh: trẻ mắc Covid-19, cha mẹ cần làm gì? Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc: kẻ giết người vì nghĩ bị cười đều, khi hát karaoke bất ngờ thoát án tử. Rủ dê chơi hội họ rồi bùng. Cảnh báo phương thức kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp. Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất. Thông tin từ báo Vietnamnet: lươn trong suốt như thủy tinh, báu vật vàng trắng buôn lậu toàn cầu. Những thông tin từ báo Dân Trí: vì sao 1,5 km đường ở Ninh Bình tiêu tốn tới 165 tỷ đồng? Thay tấm kính nứt ở cầu kính cao nhất Việt Nam. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.